안녕하세요. 안녕하십니까? 저 mừng các chị các bạn đến khóa học luyện viết writing topic 2 hot topic. Anh chị các bạn theo bấm theo giáo trình hot topic. Chúng ta các bạn chị có thể tải trên mạng về cái giáo trình này. Quá trình rất là hay, mình nói chung là chuẩn ha. Của người Hàn viết thì mình chuẩn hơn là mình học lung tung. Tôi thì hướng dẫn các chị các bạn theo chuẩn hết. Thì chúng ta đi vô phần bài ngày 5 nha. Thì ngày thứ năm rồi các chị các bạn ha, hãy đón xem các ngày thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ tư xong cái thứ năm cùng tôi nha. Thì thứ năm này chúng ta sẽ mà mục đích là chúng ta sẽ cơ bản là chúng ta sẽ xem cái phần câu số 52. Ô chip y bên cốt bà ya hà nên kỳ bôn kỳ ta bên muốn chơi đến phun kỳ cho nên cốt bà ya hà nên kỳ bôn kỳ nên tạm và cách xin mời ta tạm và cách xin mời ta các chị các bạn ha. Bây giờ bị chạy chút xíu mình bị lại. Vậy chúng ta sẽ trên cốt bài hà nên kỳ bọn kỳ nên tạo qua các sự mà nếu câu giải bài câu số 2 ba 52 trong đề thi chúng ta phải dựa theo những điều cơ bản bên đây. Hiển nhiên là phải có phương pháp, tất cả mọi chuyện gì học mình phải có phương pháp, thiện thi cũng phải có phương pháp thì chúng ta mới đạt được điểm cao như các bạn ha. Ở đây chúng ta xâm nhân băng bóp ý mi phương pháp ý mỹ ý nghĩa giải thích phương pháp giải thích là như thế nào. Xâm nhân băng bóp ở trong như hóa chung du sơn những điểm quan trọng của chủng loại phương pháp giải thích và xâm nhân muốn sơn xâm nhân muốn để sờ ở đây giờ hai đến phiếu hình thì ta thuyết minh ha, giải thích là biểu hiện thể hiện gì và biểu hiện những cần biết trong cái văn bản thuyết minh. Mình phải biết được văn bản thuyết minh là văn là giải thích đó ha. Xem miên bằng bóp ý mi ý nghĩa của nó như thế nào đây, ý nghĩa của phương pháp thuyết minh như thế nào đây. Ô ship in bên muốn chơi nên tức là cái câu câu hỏi của năm số 51 á, hành tinh đắc ơi xem miên muốn ở đó của sơn tây ở ít ở cái gì các bạn. Câu 51 là một đoạn văn thuyết minh ha, hay là cấu thành bởi một đoạn văn thuyết minh độc lập, một đoạn văn độc lập ha. Tinh đắc là một đoạn văn cơ đến y hai kỳ việc dễ hiểu nó là thiết kế siêu đầm nhân. Việc mà để văn bản dễ hiểu thì sao thiết kế siêu đầm nhân tại gian hành sở miên bằng bóp ứng y dùng hay giao hàm người ta phải sử dụng nhiều phương pháp để giải thích các bạn hả chị. Cần sử dụng nhiều phương pháp thuyết minh để giải thích nè. Ý là vậy sở miên bằng bóp y đàn phương pháp giải thích là gì cơ đến thuyết minh phương pháp thuyết minh giải thích là gì cơ đến sinh tè khi khi biết hả kinh này này ông anh ít nên xà ra mi ít ký in ký in ký ship kê là nó đi trước cờ đô xem những hai nên bằng bớt với ở mi hành đà ở mi hầm thì ta chúng ta phải giải thích làm sao cái phương pháp này làm sao theo theo luận lý theo lý luận ha theo logic á thì nội dung văn bản làm cách sao cho dễ hiểu cho người đọc khi viết đọc khi viết mình viết mình phải viết làm sao người đọc hiểu được nhá. Nhưng mà giờ đó mình tập tạ ví dụ như giờ nó mình tập tạ là mùa hè thì nóng rồi đúng rồi cứ đất chỉ mát cô đến chụp tạ tuy nhiên mùa mùa hè thì mùa đông thì lạnh đúng không thì xem miên băng bắp này phương pháp giải thích là techo các bạn techo cái tương phản techo là tương phản mình học từ techo phương phản vs nên tôi muốn tạo tu tại sang anh bị kêu hè sơ nếu mà so sánh hai đối tượng giống như bên trên này sao chạy cho mình điểm khác biệt là gì bây giờ chú nên cả si ba đô sẽ miên bằng bóp imita chính là phương pháp giải thích để thấy được cái điểm khác biệt trong đó các anh chị học mình thuyết minh ha. Đó loại hình thứ hai các bạn, loại hình thứ hai đây tôi sẽ giải thích tiếp loại hình thứ nhất. Loại hình thứ hai chúng ta có gì đây, điểm quan trọng của chủng loại phương pháp giải thích thuyết minh các anh chị bạn ha. Thì dưới đây có nhiều loại ha, xem miên bằng bút mình chọn như nên đe quá cách chí chú tại văn hàm đà ha. Thì có rất nhiều phương pháp thuyết minh khác nhau như hình bên dưới đây các bạn thấy trong như là nà dân là các bạn nói về đây nà dân là phân loại nè, nà dân là phân loại nha, bi kêu là so sánh, tè chô là tương phản, du là suy ra loại suy ra ha, in qua là nhân quả, hoàn ân là gì diễn giải tóm tắt ha, hoàn ân là diễn giải tóm tắt nè, giờ vô dắt là tóm tắt ha, diễn giải nè là diễn giải hoàn in là diễn giải vô rất là tóm tắt đó. Bunju là bunju là phân loại ha, giống như phía trước na dân là phân loại theo hàng á, bun sớt là phân tích nè,
À, cuối cùng là chân y là định nghĩa, hoặc là dây xí là ví dụ. Thì những loại hình như thế này các anh chị các bạn phải biết. Các cách ở sinh miên văn bóp ế nến cư ê tạ đình phiếu hình y nền đè không y phiếu hình ảnh cô ít sợ giá mình chơi đến phun xù sinh miên. Nếu mà không biết là cái loại hình đó là gì chúng ta không giải bài tập được đâu. Dạy đình từ đó sơ dạy đó mình tập tạ khi đó chỉ mang cơ đến phải sao là chúc ta ấy sợ không như vậy. Kirchiman tại chỗ ứng thông hệ sơ ứng e bạn te ta nơ rin sơ gia hắn ta nên cơ sinh hắn suy sinh mình đã chúng ta biết được ha nó là chính là loại hình tương phản cho nên là bạn te là ngược lại nhưng cái từ bận phải viết nó là gì thì mình biết được đó à nó khó chỗ đó ha. Ô ship y bên mình chơi rin sơ bom nhà nếu mà chúng ta xem cái bài cái câu hỏi đầu câu hỏi 52 đầu tiên nhất thì sao mua sơ giá hắn chí mua lá sơ tàng hoa không mình ta chúng ta không phải viết phải nó như thế nào thì mình rất là hoang mang đúng không anh chị các bạn à rất là hoang mang rất bối rối vì không biết nó viết như thế nào à do vì tạo ra sơ bị vậy sao xem miên bằng bóp qua xem miên bằng bóp để tạo nên phiếu nên ảnh cố ít sợ gia hầm mì ta chúng ta phải biết cách giải thích và diễn đạt. Ồ cái này rất là hay ha à, đó ví dụ như một cái đoạn bên dưới các bạn làm thế nào thì mình giải thích được nè thì cái điểm nói mấu chốt câu chuyện nó thế nào anh chị mình cùng nhau ha. Ví dụ như đây ở đâu mình đi nè sen kết sinh ta khi một việc gì khó khăn xảy ra cứ ý đến tè hè tè hà nên nên tè tố nên cứ kê tụ cả gì ta cái việc mà khó khăn xảy ra thì à, để đối ứng cái việc đó thì sao à, chúng ta thái độ của chúng ta có hai loại ha được phân là làm hai loại các chị ha thái của chúng ta là được phân làm hai loại ha à, cứ kê tụ cả gì ta không đó bây giờ cái chọn chấm nó là gì nè đó không bây giờ mình thấy sao tạ rinh dạ tạ rinh hà nên tức là nghĩa như là nó phải ngược lại tạ rinh hà nên ở đâu có sợ bún ca nên hà ta cô phô khí hà nên cả sĩ đà tức là ngược lại cái đó à, cái khác nè hà một cái khác thì qua khó cho nên là chúng ta là từ hả chúng ta gì không thể thực hiện nó à, à, đúng không thực hiện nó và đầu hàng nó thôi cơ đình đá tuy nhiên à, cưng chân chất in cần qua đinh à, à khi đề hành suy tôi đốc chỗ in cần qua đinh ở tinh hoa chùa đi nập tà à chưa nhưng mà như vậy nhưng mà như, tuy nhiên càng mong đợi kết quả tích cực thì khả năng nhận được kết quả tốt càng cao nếu mình phải suy nghĩ tích cực á cưng chân chất cần qua đinh khi đề hành suy tôi đốc nếu mà càng suy nghĩ mà có kết quả tốt tích cực thì chỗ in cần qua đinh ở tinh à, hoa chùa đi à hoa chùa đi nập tà đó là cái tỷ lệ nhận được kết quả càng tốt càng cao anh chị bạn té đổ ngược lại ha đây, đây chính là à, chính là hình tức là cái kiểu này là kiểu gì kiểu là té trồ các bạn cứ đó mà đổ á udinin á si đơn in à konani à tắc chất sinh té in surop tơ úc cứng chất chất cơ đồ sen các han phi đồ ca ít ta nhá ngược lại vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ tích cực hơn khi mà gặp những thử thách gian nan các chị bạn hà à, à gặp những thử thách nè si đến hoặc là Conan này những thử thách gian nan thì mình cần phải suy nghĩ tích cực ha càng gặp nó thử thách gian nan thì càng phải suy nghĩ tích cực thì đây chính là aha đây chính là áp ơi này giống có bàn tay này giống in sợi da he anh kết sơ yếu thì đây chính là nội dung à mình nhìn vô đây mình biết là chính là nội dung ngược với nội dung phía trước của bàn tay rồi à ngược với cái nội dung à đúng không thì đó loại hình này loại hình gì đấy tè chô dân kênh phiếu hết nên bằng tè đồ các bạn à thì cuối cùng là mình phải viết được là cái này nó như thế nào các bạn chị không à, giờ mình thử đáp án ra đáp án nó như thế nào nè chúng ta sẽ cùng xem à, đó là cái loại hình nè cho mình nhìn vô đó ra mình phải viết nó như thế nào thì các chị các bạn phải biết không à giờ tôi sẽ thử ha. Thì mình đây là chỗ này là quan trọng hay giờ là mình đáp án chỗ này thì tôi sẽ nói sao ha câu chuyện này tôi sẽ nói vô bây giờ mình sẽ điền hai cái gì vô đây là ví dụ ha rồi ví dụ mình theo vào số 3 xem nhân mùi này sơ ở đây hành âm chưa hơn tức là từ cái bản giải thích đó những biểu hiện mà bản một giải thích đó chúng ta phải thể hiện nó phải là sao nhận biết được chuyện đó ha à, thể hiện những cái mà phải nhận biết ở từ cái câu cái mùi lời văn thuyết minh xem nhân văn quốc ở tả đêm chưa hơn à ship open xem miên mua này sơ à ra giá hà nín xem miên băng bóp tại đêm số này mình ta
dễ muốn thông hè còn bù hạ. Chúng ta thông qua những ví dụ mà chúng ta học đây, nó chia từng phần nhỏ luôn. Na yên là các bạn quan đến tên này dòng quên giúp vào đó nữa đó nổ mía xem miếng hạ nền bằng bóp bên hạ năm mươi ta. Chúng ta phải nói là cái phương pháp giải thích là đặt bên cạnh cái nội dung liên quan, ví dụ như là dễ môn, ví dụ như là cần can ứng vị hè sơ chật chế à chim bạc bên cốc mất cô thuần chế chào mừng phúc cha go sơ chế à cô chuẩn hi ổn tông hay gia hành tạ, tức là thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tự á, phân loại theo thứ tự 1 2 3 4 ha, xếp thứ tự luôn nà danh là xếp thứ tự các bạn nà danh à, mình phải giải thích nà danh liên quan ha, nà danh sắp xếp thứ hàng Kurigo tố tổ hành và Ketaka mình phải sử dụng. Thì cái sự biểu thị này Hana nến thả đình Hana nến hoặc là gì si chắc mà chung canh kích là phải đi với nhau mình chớ ủi sân nè thả đơn mùa đố đầu tiên này phải tiếp theo đó ủi sân là trước tiên thả mùa đố tiếp theo mà chỉ mắc rô là tiếp theo chất che tuần che sẽ che chúng ta phải sử dụng cái này vào trong cái văn viết ít như 2 3 4 ha, hoặc là anh tô ít cô anh tô ít ta hoặc là cô ta nè, là mấy cái này các bạn cô và cho nó ta và đó ha kito ha go kito ha ta là và này và kia, hoặc là anh là bun ma nà ni ra không những anh mà còn anh mờ nhờ nhờ gì đó các anh chị các bạn, đó là cái hay ha các anh chị các bạn. À cảm ơn các anh chị các bạn theo dõi ngày năm phần luyện viết này, chúng ta tiếp tục video tiếp theo các anh chị các bạn. Khi mà thấy hay thì vui lòng ủng hộ kênh của mình và bấm like các anh chị các bạn ha.